Titan tung ra sản phẩm Platinum phiên bản bi LED với 6 cộng 3 nhân LED, tức là 9 nhân LED. Và dòng sản phẩm này, ánh sáng cốt của nó sẽ như thế nào? Các bạn hãy nhìn vào đây. Wow. Mình không có gì diễn tả cho các bạn nữa. Các bạn tự nhìn qua clip, các bạn tự cảm nhận độ sáng của nó. Với mình, đây là một nhìn một chữ là tuyệt vời. Ánh sáng có thể nói ngang ngửa với siêu phẩm X-Line V30 Ultra, hoặc có thể nói là vượt trội ở một số bộ mặt khác. Hãng đã tinh chỉnh rất là nhiều để sản phẩm đạt được cái độ sáng hoàn hảo này. Ở chế độ cốt, công suất rơi vào khoảng tầm 65W, và khi nó ổn định nó sẽ rơi vào khoảng 60W. Đặc biệt ở đường cắt của nó rất là đẹp. Anh em thấy được đường cắt rất là xanh. Nó mô phỏng lại đường cắt những quả Bisonon hồi xưa, một cái quá khứ mà rất nhiều người thích. Khi chuyển qua bi-LED thì bắt đầu chúng ta dần dần không còn nhìn thấy những cái ánh sáng dạng như này nữa. Và Titan Platinum đã tái hiện lại cho anh em thấy được một quả bi-LED độ sáng khủng, nhưng vẫn có những đường cắt xanh, sắc và lẹp. Với mức giá của nó rơi vào 9 triệu đồng và bảo hành 3 năm, với một cái body cực kỳ hoàn hảo, cũng như về tản nhiệt, cũng như về những cái trang thiết bị của nó vượt trội so với số đông những sản phẩm trên thị trường. Và ánh sáng cốt của quả Titan Platinum, mình chắc chắn những người đã xài X-Line V20 rồi, khi gặp và giao lưu với những người đi những dòng sản phẩm Platinum này, chắc chắn sẽ có một cái sự trầm trồ, một cái sự mà ngưỡng mộ nhất định. Ánh sáng pha của nó sẽ như thế nào, các bạn nhìn xem nhé. Ở chế độ pha thì ánh sáng cao, rộng và rót. Để làm được điều này thì hãng đã tối ưu rất là nhiều ở chóa vặn xạ, cũng như là tinh chỉnh lại công suất. Ở chế độ pha, công suất sẽ rơi vào khoảng gần 70W. Đây là một công suất cực kỳ lớn so với một quả bi-LED trên thị trường. Những người yêu ánh sáng, yêu cầu một quả bi-LED cốt mạnh thật sự, thì đây là một cái sản phẩm rất đáng để các bạn lựa chọn. Ánh sáng này không hề thua kém bất kỳ một cái sản phẩm nào cao tiền hơn nó. Việc tối ưu cái nhiệt màu hơi vàng hơn là một cái ưu điểm của Titan Platinum so với những sản phẩm khác. Và với mức giá 9 triệu đồng, cực kỳ phù hợp với những khách hàng thích một dòng sản phẩm cốt cực kỳ sáng. Mình xin khẳng định lại một lần nữa, ánh sáng cốt của quả Titan Platinum thật sự xuất sắc. Và hiện tại để đi tìm đối thủ cho dòng sản phẩm này cũng không có nhiều.